đàn trâu đã đi ăn về. Đi nhầm đường rồi. Đàn trâu về nhà báo hiệu một ngày đã sắp hết. Một buổi chiều tối đang đến. Bây giờ toàn các cụ trẻ trâu thôi. Con trẻ trâu thì nó đi làm nhà máy sinh nghiệp hết rồi. Còn mấy cụ trẻ trâu vẫn đang còn tưới rau làm đồng đây. Nhiều quá úng hết úng nước vào cho nên là dưa chuột chết hết. Bên này cũng là cà chua này. Đây là vườn cà chua này. Chỗ này có lầm khung rất là cẩn thận. Bí mướp hoặc là có thể là để giải lưới che chắn sương muối. Cảnh đồng quê đẹp thôi, đẹp chưa quý vị và các bạn. Đồng quê miền Bắc này. Đây có vườn cà chua sắp thu hoạch được rồi này. Ra rồi cà chua này, vườn này cà chua già phải có thu hoạch rồi. Đẹp chưa? Đều tấm tấp. Canh lá ở dưới gốc cây tầm cao khoảng 4-50 cm là họ hái chọc hết để tránh cho bác này bác đi cái chứ. Bứt hết lá dưới gốc để nuôi các cái cành bên trên đúng không bác? Tức là cà chua này là bứt hết cái cành lá bên dưới để nuôi bên trên đúng không? Với lại đỡ sâu, bớt sâu bệnh. Chỗ này là cái gì đấy bác? À, dưa chuột à. Rồng để Tết bán đúng không? Chỉ có người chứ một ít đất cũng đời đâu. Một vườn đấy của bác thì bán được khoảng bao nhiêu? Tôi tính bán được bao nhiêu tiền? Được vài triệu. Vài triệu làm gì? Thế thì cũng được đấy chứ nhỉ. Rất nhiều công. Còn lâu thì nó bỏ nhiều công.
ở bên kia được đúng không? Thế chỗ này nếu mà mình mà thu hoạch thì bán thì được khoảng mấy chục? Giá cả nếu mà được giá ấy. 30. À, thế là cũng được. Hơn năm lúa nhỉ? Hơn năm lúa nhiều, gấp mấy lần năm lúa. Nhưng mà vất vả hơn năm lúa. Tưới tắm rồi chăm sóc các kiểu. Phân bón. Không, có khi là người ta lấy xỉ chứ. Người buôn họ lấy xỉ. Bên này là dưa chuột thì chiều Tết này có thu hoạch để bán cho. Bên kia cũng là những vườn cà chua và dưa chuột. Bò nó kén ăn hớt trâu. Có đực. Thôi.